Chỉ trong vài giờ, quân đội Ukraine đã bị đánh bật khỏi các vị trí sườn nam tại thành phố Bakhmut, nơi họ tốn nhiều công sức trong một tháng qua mới tràn ngập được. Lý do là thiếu lực lượng dự bị. Bản tin thời sự quốc tế luôn mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất từ khắp mọi nơi trên thế giới. Tiêu điểm ngày hôm nay vẫn là chiến sự ở Đông Âu, tình hình chính trưởng Mỹ, châu Âu và những thông tin đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng đến ngay với phần điểm tin để theo dõi những tin tức mà chúng tôi đã tổng hợp. Quân đội Ukraine bị đánh bật khỏi sườn nam Bakhmut trong vài giờ. Cung cấp bom chùm cho Ukraine có thể sẽ là bước đi sai lầm của Mỹ. Tờ Reporter của Nga cho biết, trong một tháng qua, quân đội Ukraine được hỗ trợ bởi các đơn vị thiết giáp đã đạt được bước tiến đáng kể ở phía nam thành phố Bakhmut. Theo quân đội Ukraine, phía Nga đã phải rời sở chỉ huy xa hơn về phía đông, Karachika, vì sợ bị bao vây. Cũng ở phía nam Bakhmut, quân của lữ đoàn xung kích số 3 Ukraine đã thành một vòng vây xung quanh Bakhmut sau khi tiến vào Karachika với quyết tâm chiến đấu cao. Vào ngày 5 tháng 7, blogger quân sự nổi tiếng nhất của Nga Sladkov tuyên bố rằng quân đội Nga đã rút khỏi làng Karitsika. Làng Karitsika là một khu dân cư quan trọng và việc quân đội Ukraine tràn ngập có thể đặt lực lượng Nga ở Bakhmut vào một tình thế rất khó khăn, vì nếu kiểm soát khu vực này sẽ giúp Ukraine kiểm soát các tuyến đường tiếp tế hậu cần của quân đội Nga. Trong 2 ngày, mùng 6 và ngày mùng 7 tháng 7, quân đội Nga tiếp tục tiến hành các trận đánh ác liệt ở khu vực Kalachyka để chiếm lại các điểm cao chiến thuật từ tay quân Ukraine mà họ đã để mất trước đó. Trên kênh Telegram, phóng viên quân sự mùa xuân Nga, quân đội Nga đã phản công liên tục vào hai bên sườn ở khu vực Kalachyka. Theo các kênh Telegram của quân đội Ukraine, giao tranh diễn ra ác liệt từ phía Bắc và Tây của làng Kalachyka. Các đơn vị Nga đã tiến hành một loạt các cuộc phản công, cố gắng chiếm lại các cao điểm gần Kalachyka. Cuộc giao tranh khiến phía Ukraine thiệt hại nặng. Điều này được cả phía Ukraine thừa nhận rằng các cuộc phản công quân đội Nga đã thành công. Cuộc tấn công của Nga vào các vị trí của quân Ukraine chủ yếu bằng hỏa lực pháo binh. Ngoài ra, các lực lượng tấn công mặt đất cũng tham gia vào các trận chiến đấu, thực hiện các cuộc tấn công vào các vị trí và nơi tập trung binh lính và thiết bị quân sự của Ukraine. Quân đội Ukraine cũng tích cực sử dụng hỏa lực pháo binh, súng cối và xe tăng. Tại khu vực kênh đào Siversky Donetsk, Donbass, quân đội Nga cũng giao chiến với các mũi tấn công của Ukraine với hy vọng chiếm lại một số vị trí đã mất trước đó. Tuy nhiên, trong 24 giờ qua, với hỏa lực vượt trội, quân đội Nga đã đánh bật hoàn toàn các lực lượng phản công của quân đội Ukraine vào làng Kalachika. Như vậy, cố gắng chọc thủng tuyến phòng ngự của Nga tại Bakhmut trong một tháng qua đã bị thất bại. Quân Ukraine đã phải hoàn toàn triệt thoái khỏi làng Kalachika sau vài giờ chiến đấu ác liệt. Theo trang bình luận quân sự của Nga cho biết, trong vài giờ, quân đội Nga đã đánh bật hoàn toàn quân Ukraine khi lực lượng này trong một tháng qua đã cố gắng giành quyền kiểm soát sườn phía nam của thành phố, khôi phục hoàn toàn quyền kiểm soát đối với các khu vực bị quân đội Ukraine tràn ngập. Theo nguồn tin này, quân đội Ukraine thực sự đã cạn kiệt sức lực và không thể đưa ra bất kỳ sự kháng cự nào trước quân đội Nga. Cuộc phản công của phía Nga đã giành quyền kiểm soát một khu vực rộng lớn ở phía Tây và Tây Nam làng Kalachika, cũng như khu vực hồ chứa Berezovsky. Một trong những lý do khiến quân đội Ukraine rút lui là do thiếu lực lượng và sự hỗ trợ từ các phương tiện bọc thép. Rõ ràng, quân đội Ukraine nếu tiếp tục giữ được các vị trí này trong khoảng một vài ngày nữa, thì việc Nga tái chiếm khu vực này sẽ rất khó khăn. Mỹ đã cung cấp về số lượng lớn vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Nhưng đây là lần đầu tiên Washington quyết định gửi cho nước này bom chùm. Theo giới phân tích, việc chuyển giao loại vũ khí này có thể là bước đi sai lầm của chính quyền Biden. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine bom chùm, một động thái gây nhiều tranh cãi vì loạt bom này đã bị hơn 120 quốc gia cấm do lo ngại nguy cơ rủi ro đối với dân thường. Theo giới phân tích, việc chuyển giao loại vũ khí này có thể là bước đi sai lầm của chính quyền Biden. Thất vọng trước cuộc phản công của Ukraine, Mỹ đang tìm mọi cách để đảo ngược kết quả trên chiến trường, trong đó có việc cung cấp các loại bom cấm. Điều đáng chú ý là thông báo trên được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Vilnius vào tuần tới. Tại hội nghị này, Mỹ và NATO được cho là đang lên kế hoạch gia tăng vai trò của họ đối với cuộc chiến Nga-Ukraine. Bị đẩy vào thế khó bởi những diễn biến không mong muốn trên chiến trường Ukraine, chính quyền Biden buộc phải thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn bao giờ hết. Mục đích của việc sử dụng bom chùm là gây sát thương đáng kể cho đối phương. Các quả bom có thể được thả từ máy bay, phóng từ tên lửa hoặc các hệ thống pháo để tiêu diệt xe tăng, trang thiết bị quân sự, nhân lực của đối phương và cùng lúc tấn công nhiều mục tiêu. Nhiều nhà phân tích quân sự suy đoán với quyết định cung cấp bom chùm cho Ukraine trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO, Mỹ dường như muốn gửi thông điệp tới Nga rằng NATO sẽ không dừng lại trước bất cứ điều gì. Hay nói cách khác, họ sẽ làm mọi cách để đạt được mục tiêu. Trong cuộc họp báo ngày 7 tháng 7, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã bảo vệ quyết định gửi bom chùm tới Ukraine, coi đây là một biện pháp ngăn chặn thảm họa quân sự. Nguy cơ dân thường bị tổn hại sẽ rất lớn nếu quân đội và xe tăng Nga tràn qua các vị trí của Ukraine, giành thêm lãnh thổ do Ukraine không có đủ đạn pháo, ông Jake Sullivan nói rõ. Ngoài ra, ông Jake Sullivan khẳng định chính phủ Ukraine đã đảm bảo bằng văn bản rằng họ sẽ sử dụng bom chùm một cách cẩn thận để giảm thiểu rủi ro cho dân thường. Động thái trên diễn ra hơn một tháng sau khi Ukraine phát động cuộc phản công lớn mà truyền thông phương Tây kỳ vọng tạo ra những đột phá quan trọng. Thế nhưng Kiev đã chịu tổn thất nặng nề trong khi đạt được rất ít bước tiến ở giai đoạn đầu của cuộc phản công. Còn Mỹ loay hoay thực hiện hết bước đi này đến bước đi khác nhằm tiếp sức cho quân đội Ukraine. Ông Mark Cancian, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, tổ chức tư vấn hàng đầu của Washington DC cho rằng bom chùm có thể giúp Ukraine đẩy mạnh cuộc phản công nhằm giành lại những vùng lãnh thổ đã mất, và trước đó Kiev đã yêu cầu phương Tây cung cấp các loại vũ khí này để bắn vào các chiến hào của Nga. Nhưng ông Cancian lưu ý bom chùm không phải là vũ khí thay đổi cuộc chơi và không một loại vũ khí đơn lẻ nào có thể tạo ra chiến thắng. Không có bất cứ một loại vũ khí nào có thể làm thay đổi cuộc chơi. Mỹ luôn hy vọng một số loại đạn dược hoặc vũ khí nào đó cung cấp cho Ukraine sẽ giúp họ chiến thắng. Đã có những cuộc thảo luận về hệ thống tên lửa Patriot, về xe tăng chiến đấu chủ lực, máy bay chiến đấu F-16 và giờ là bom chùm. Những vũ khí này khá hữu ích và khá hiệu quả trên chiến trường, nhưng chúng không thể giúp Ukraine có được chiến thắng. Theo nhà phân tích này, vấn đề đối với bom đạn chùm là tỷ lệ phát nổ thấp, bởi vì những loại bom đạn này phát tán với một số lượng lớn bom con. Tỷ lệ nổ sẽ phụ thuộc vào cách chúng được thả. Thông thường tỷ lệ chưa phát nổ chiếm 2% và những quả bom chưa nổ sẽ gây nguy hiểm cho người dân. Các loại bom chùm của Mỹ cũng không ngoại lệ. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết, Bộ Quốc phòng đã tiến hành thử nghiệm các loại bom chùm trong kho vũ khí và những loại mà Mỹ đang xem xét cung cấp cho Ukraine sẽ không bao gồm các biến thể cũ với tỷ lệ chưa phát nổ cao hơn 2,35%. Nghĩa là cứ 2 quả bom mẹ được phóng đi thì có khoảng 3 quả bom con chưa phát nổ nằm rải rác ở khu vực có mục tiêu. Nhưng tỷ lệ bom con chưa phát nổ được quan sát trong chiến đấu cao hơn 7 lần con số trên. Tờ Washington Post lưu ý. Nhận thức được sự nguy hiểm của bom chùm, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật cấm chuyển giao bom chùm có tỷ lệ chưa phát nổ trên 1%. Tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn là nhà tài trợ lớn nhất cho hoạt động rà phá bom mìn và vật liệu chưa phát nổ trên thế giới. Riêng trong năm 2022, nước này đã đóng góp 213 triệu USD cho hoạt động này. Báo Washington Post dẫn lời hai thượng nghị sĩ Patrick Leahy và Jeff Merkley của Đảng Dân Chủ cho rằng việc Tổng thống Biden chấp thuận cung cấp bom chùm cho Ukraine là sai lầm nghiêm trọng. Điều đó không chỉ đảo ngược chính sách của Mỹ kéo dài hàng thập kỷ mà còn làm phức tạp thêm nỗ lực rà phá bom mìn trên thế giới. Chưa kể, quyết định trên sẽ đi ngược lại với lập trường của 2/3 số thành viên NATO, cũng như nhiều đồng minh và đối tác khác, vốn là thành viên của Công ước cấm sử dụng bom chùm. Điều đáng lo hơn, Mỹ có thể bị rạn nứt quan hệ với những đồng minh chủ chốt, vốn đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược phòng thủ tập thể, chỉ bởi loại vũ khí mà lẽ ra Washington phải dẫn đầu nỗ lực toàn cầu để ngăn chặn. Cuối cùng, quyết định cung cấp đạn chùm, bom chùm có thể làm xói mòn sự ủng hộ của các quốc gia khác dành cho Ukraine và việc sử dụng chúng sẽ khiến Kiev bị lên án gay gắt. Bản tin thời sự quốc tế sẽ tạm khép lại tại đây. Quý vị đừng quên chúng tôi vẫn luôn cập nhật liên tục tin tức mới trong suốt 24 giờ. Hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại!